khác à? Mờ hay mờ cho nó đó đó. Nhiều khi cái van mình cứ nghe đóng đóng đập 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 vậy, nhưng mà nó hoạt động không đúng cái chu kỳ, bởi vì nó thiết kế là nó đúng cái chu kỳ, nó phải theo dõi một thời gian dài đủ dài để nó thấy có đều đặn hay không với luồng hơi, trừ phí mình thay đổi công suất phát ra, nhưng mà ít khi mà nó thay đổi đâu. Thằng này nó phải hoạt động đều đặn. Đó, ok này ha, cái này là ok này, chụp em chụp này, cái này là ok này, em chụp hình lại ha. Rồi lấy nó không không nhiệt độ luôn hả? Không cần, bởi vì cái này ở trên chế độ